Nên những ông nội nào mà luôn mồm nói về việc thay mâm thì không đăng kiểm được là bọn thiếu hiểu biết. Vậy thôi, rất đơn giản mà. Kiến thức đầy trên mạng, các bạn muốn tìm hiểu hay không thôi. Rồi, chào mọi người ha. Thì hôm nay là chuẩn bị gần tới Tết ta rồi. Và tụi mình lại tiếp tục một clip về tập thể dục cùng 360 xe. Thì clip hôm nay là xe của mình. Thì tại sao mình lại đưa xe của mình vào, trong khi nhiều clip trước mình đã nói xe không còn gì. Thực tế á, các bạn sử dụng xe cũng giống như sử dụng nhà cửa vậy đó. Sẽ đến một giai đoạn nào đó các bạn phải sửa chữa bảo trì của nó. Thì xe mình không có vấn đề gì cả. Nhưng có những món đồ ở trên xe sau một năm vừa rồi, chia sẻ với các bạn nhiều kinh nghiệm di chuyển trên những cung đường, thì cũng đến một lúc các bạn phải tự chăm sóc chiếc xe. Để có các lỗi gì phát sinh mà các bạn phát hiện thì các bạn sẽ đi đến gara và xử lý trước Tết, thay vì các bạn sử dụng chiếc xe trong Tết và lỡ bị vấn đề thì các bạn sẽ không có ai có thể giúp được các bạn vào thời điểm đó cả ha. Thì hôm nay mình sẽ làm những gì, nhưng mà trước tiên mình sẽ cho các bạn coi cái khoang máy của mình. Có một số clip mà các bạn nói là cái tấm che của mình á, nó không được đẹp này nọ. Đây, các bạn muốn nó đẹp đúng không? Dễ lắm các bạn nè. Đương nhiên nó bị rách thì không nói rồi. Mình mua một chai 3M. Chai 3M đó, khi các bạn bấm nút, nó xịt ra một loại keo giống như ATM vậy đó. Ô, nó xịt giống như ATM, sơn ATM, nhưng nó phun ra một loại keo. Loại keo đó phủ lên đây và nó bám dính mọi thứ lại, những cái vết rạn nứt nhỏ đấy. Và sau khi mình xịt cái loại keo đó lên thì mình lấy sơn đen mình phủ lên và nhìn nó vẫn thẩm mỹ. Tại sao các bạn phải để tâm những tiểu tiết? Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó hoàn chỉnh trong mắt mình. Vậy thôi. Còn đối với cái chiếc xe hôm nay chúng ta làm gì? Có hai phần. Phần đầu tiên là mình sẽ chia sẻ với các bạn kiểm tra chiếc xe như thế nào, để ít nhất các khi các bạn đi qua đăng kiểm sẽ qua được trơn tru mà không bị vướng lại. Và cái thứ hai thì trên một chiếc xe ô tô, một chiếc xe máy nói riêng, một chiếc ô tô nói riêng, và những động cơ đốt trong động cơ đốt trong nói chung, thì luôn có một cấu trúc cơ bản mà mình hay chia sẻ, mà các bạn nên hiểu trước khi sở hữu, đó là xăng, gió, lửa. Trong các chiếc xe ô tô, lửa thì là bougie của mình thay rồi 12 cái, thì thường là 2 năm mình mới thay lại, thì mới được 1 năm, nó không ảnh hưởng gì. Và nếu vì nó liên quan đến điện nên nếu cái bougie mình mà có vấn đề thì thực tế nó báo lỗi lên liền à, cắm máy là chắc là bỏ qua cái phần đó. Lửa ngoài bougie còn có mobil, thì cái cụm đó nó liên quan đến điện với nhau nói chung thì sẽ báo lên, nên các bạn có thể bỏ qua cái đó. Xăng ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn, đây cũng là một mẹo mà mình đã từng chỉ vài người. Trong tất cả các dòng ô tô, khi các bạn đứng phía trước của khoang máy như thế này, các bạn sẽ tìm kiếm một vị trí nào đó, nó sẽ có hình dạng giống như cái này nè. Nó có một cái nắp nhựa. Cái nắp nhựa này được vặn vào một cái ống van. Cái ống van này bên trong nó có cái van nhỏ, giống như cái van bơm hơi xe đạp vậy đó. Thì cái vị trí đó là vị trí gì? Vị trí đó là nó tận cùng của cái đường xăng, đường bơm xăng từ phía sau đẩy lên xe. Khi các bạn tìm được vị trí này, nếu ví dụ một ngày các bạn di chuyển trên đường, các bạn dừng xe, sau đó các bạn đề máy mà xe không nổ máy nha, xe không nổ máy mà nó vẫn quay cũ đề, thì việc đầu tiên và rất là đơn giản các bạn có thể check đó là kiểm tra xem bơm xăng có chết hay không bằng cách này. Anh Nam hôm nay quay cho mình, anh Nam cứ nhìn ở đây nha. Anh Nam cứ đứng ở vị trí đó đi. Thì để test cái này nó còn sống hay không, đâu lộn, để test cái bơm xăng ở phía sau xe nó còn sống hay không, thì các bạn sẽ tìm, làm sao tìm được trong khoang máy cái vị trí tương tự như thế này. Nó nằm khuất ở đâu đó thôi, nhưng mà nó sẽ có dấu hình dạng như vậy. Thì các bạn làm thứ tự là các bạn vào trong xe, các bạn bật chìa khóa lên nấc 2 nhưng không đề máy. Sau khi các bạn bật chìa khóa lên nấc 2 mà không đề máy xe, thì các bạn đi ra phía trước của xe và các bạn lấy móng tay hoặc một vật gì đó tương đối đủ nhọn, cái kéo cũng được, các bạn sẽ tìm mọi cách để chọt vào đây. Các bạn vừa thấy phun ra không nè, mình thử lại một lần nữa nè.
tại vì cái này là xăng mình không thử nhiều đó. Nếu chiếc xe của các bạn đang bật nấc 2, nếu các chiếc xe của bạn không đề máy được và các bạn test cái này, các bạn bật nấc 2, các bạn ra chọt vào đó mà xăng nó phun ra như vậy thì cái bơm xăng nó còn sống, tránh tình trạng gara vẽ các bạn. Nếu các bạn bấm vô mà xăng nó không phun ra được như vậy, tức là cái bơm xăng của các bạn chết, ok, kêu xe chở heo đến đem xe về. Và các bạn chỉ cần sửa một thứ duy nhất, đó là cái bơm xăng của các bạn mà thôi, không cần nghe diễn tả bất kỳ lỗi nào khác ha. Thì đó là về đường xăng. Thì sau khi những cái này xong thì mình sẽ phải đóng nắp lại để đảm bảo an toàn. Một số gara đó, hoặc là một số người thợ không biết á, hoặc họ lơ á, họ không để tâm, sau khi test mấy cái đường xăng này xong họ không đóng nắp lại, nó khá là nguy hiểm ha. Thì xăng, gió, lửa. Gió là một việc hôm nay mình sẽ tiến hành bảo trì bảo dưỡng. Anh Nam quay với mình qua đây. Trên chiếc xe của mình sẽ thay cặp lọc gió cho khoang máy. Mình sẽ thay cặp lọc gió cho cabin, trong cabin xe, và một cái lọc gió từ khoang máy, tức là lấy gió trời á, đi vô cabin. Vì xe của mình có tổng cộng 3 lọc gió hướng vào cabin. Các bạn sẽ thấy hơi thắc mắc, nhưng trong một clip trước đây, clip đầu tiên mà kênh 360 xe tụi mình làm á, nó đã có nói về việc đó rồi. Việc thay thế cũng sẽ như vậy thôi. Chẳng qua hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn thấy. Và bên cạnh đó là thùng đồ nghề của mình. Thì bữa trước là mình chỉ mới cho các bạn xem ở phía trên thôi, thì ở phía dưới nó có những gì. Nó có một số món đồ chơi chơi, mỡ bò chịu nhiệt, nhưng mà mỡ bò khô các bạn phải quẹt tay để thoa. Mỡ bò nước, tức là các bạn bấm một cái thì cái nó sẽ phun ra, nhưng mà nó là dạng mỡ bò ướt chứ nó không phải là nhớt nha các bạn. Rồi, cái này là chai sơn mà mình để sơn chiếc mô tô của mình. Anh Nam quay xa xa đằng kia. Chiếc mô tô mà ngày xưa mình chạy là chiếc CB250. Thì dạo này là mình đổi lại cái form mới rồi. Vài chất bôi trơn, vài món chống thấm. Vậy thôi, không có gì rắc rối ở đây cả. Mình sẽ để sẵn ra bên ngoài, bởi vì mình sẽ phải sử dụng cái cây súng này. Cái cây súng này thì mình mua ở trên các trang thương mại điện tử á. Nó chỉ có 300 mấy chục ngàn à. Và sau mình mua cây súng thì nó đi kèm với một cục pin. Nhưng mà với mình thì mình thấy cục pin không đủ, thì mình mua thêm một cục pin nữa ở đây. Một pin và một pin phụ. Thì việc gắn vô, sau đó bắn sử dụng rất là dễ nha. Thì mình sẽ bắt đầu với việc thay lọc gió của khoang máy. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn nhìn hết tất cả tổng thể xe, để tránh tình trạng không đăng kiểm được cho xe nha. Sau một năm di chuyển, thật ra với mình á, có một số người thợ sẽ nói là cái lọc gió đó còn mới, nhưng với mình cái mức chi phí cho một cặp lọc gió này nó khá là rẻ, khoảng 500 quay đầu, thì mình chấp nhận việc một năm thay một lần. Nhưng ở đây có một cái trick nhỏ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, theo như cái cách lắp đặt của xe á, thì cái mặt bên này nó sẽ là bên tay bên phụ, thì cái cách cấu trúc nó sẽ nằm như vậy. Nếu các bạn có cơ hội mở một cái cụm này của dòng máy M272 và những dòng máy về sau V6 của Mạc á, họ khoan một lỗ ở vị trí này. Khi cái lọc gió nằm vậy nè, thì họ sẽ khoan một cái lỗ ở đây, để mục đích là nếu có bụi gì đi vô đây, nếu có nước, nếu có côn trùng thì nó sẽ bị lọt ra ngoài. Còn những đây là phiên bản đời cũ, họ làm một cái cụm kính mít luôn. Và khi các bạn vừa thấy lúc nãy mình lấy cái lọc gió ra là bụi bay tứ tung. Thì chúng ta đã có những trải nghiệm của hiện đại, thì hãy áp dụng những cái hiện đại đó vào những cái cũ này.
đó là một lát nữa mình tháo thật hai bên ra, mình sẽ gắn cái mũi khoan để khoan khoảng chừng hai lỗ dưới này. Nó khoan nó không làm mất zin đâu các bạn, nó giúp ích hơn cho cái xe của bạn rất là nhiều nha. Đừng quá quan trọng chữ zin. Rồi vậy thôi. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who. Rồi các bạn ha, thì nãy giờ các bạn đã nhìn thấy là mình đã tiến hành thay xong hai cái lọc gió của khoang máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái lọc gió thô, thay cái lọc gió thô của khoang khoang lái. Và nó là cái vị trí nằm ở bên ngoài cùng. Thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy một, các bạn đã nhìn thấy cái lọc gió khoang máy sau một năm. Các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cái lọc gió của khoang lọc gió thô của khoang cabin sau một năm nó như thế nào. Các bạn sẽ mở, các bạn sẽ đầu tiên nó có cái lớp này. Cái lớp này thì nếu zin của nó thì có mấy cái ngàm này, còn nếu không có thì không sao hết, bỏ đi, không quan trọng. Các bạn sẽ có một cái nút 10 ly nhựa mở ra đó, các bạn nâng cái này lên, nâng nó ra. Đây là cái lọc gió thô, và ở bên trong này các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cái cục pin với dòng E của mình thôi, còn những dòng xe khác nó sẽ không có. Đó là cái cục cục ắc quy, 12V 12A để hỗ trợ cho việc vận hành của chức năng SBC, đó là chức năng hold. Khi các bạn giảm thắng là bình thường, nhưng các bạn giảm thắng giảm sâu thêm một cái thì cái pin của cái ắc quy này nó sẽ làm, nó sẽ thay các bạn mô phỏng cái lực đạp chân của các bạn để chiếc xe tự động giữ thắng tại chỗ mà không cần các bạn đạp chân. Cái motor này là vậy ha. Cái cục pin đó là mục đích là vậy. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái lọc gió cũ một năm, và đây là cái lọc gió mới. Đây anh Nam cứ quay để tạm đây đi đó. Thì để lấy cái lọc gió này ra rất đơn giản nha các bạn. Các bạn nhìn nè, anh Nam quay gần lại nè. 1 ngàm, 2 ngàm, 3 ngàm, rất đơn giản. Các bạn lòn tay phía dưới, các bạn kéo cái nàm này ra, bóp mạnh nha. Cái lọc gió này nó không có gì cả, nó viền nhựa à, không gây gãy đâu. Dẻo, tính ra bên trong còn tốt ghê. Thì có mặt này vừa, tại mặt này là cái mặt hút gió vô, mặt này còn sạch nè. Nhưng nói chung các bạn là sau một năm, mình chi phí những cái này rất là rẻ. Mình
nghĩ là mình sẽ bảo vệ an toàn cho gia đình của mình chứ cho ai đâu, đúng không các bạn? Rồi, và các bạn để ý nè, đây là một chia sẻ với các bạn. Những món đồ rất nhỏ, những con ốc có thể các bạn không để ý, những món đồ rất lớn có khi các bạn không dám đụng, nhưng những món đồ đây, đây là những món đồ tầm trung, các bạn để ý tất cả đều có những cái mã của nó hết. Chỉ cần các bạn search cái mã này ra thì các bạn sẽ tìm được món đồ đó. Nên một số người á nhắn tin vô cái fanpage của mình, hoặc là nhắn tin vô fanpage của 360 xe của tụi mình á, hoặc là nhắn tin cho mình á, hoặc là gửi vô trong group á, Bình Tĩnh Mà Chơi, họ hỏi là mua đồ như thế nào, tự mà mở ra coi mã rồi mua, hoặc là đưa mình cái mã này mình kiếm mình đặt. Các bạn hỏi mình để làm gì, tất cả con số nó đều ở đây cả. Ngoài ra có một số người á nhờ mua đồ nhưng mà mắc cười lắm các bạn. Mình có thói quen á, bán đồ thì để giá, giá mà không để đó thì chắc là mấy đứa bán dâm vậy thôi. Mình bán đồ chứ không phải bán dâm đâu mà inbox, đúng không? Nhưng một số người á đã thấy cái giá rồi, đây thấy cái giá public rồi, nhưng mà họ vẫn vô hỏi, và họ hỏi là sao giá còn cao quá, anh giảm hơn được không? Mình hỏi ngược lại, đây là một chia sẻ về kỹ năng sale nha. Khi một người hỏi các bạn giá cao quá, mình ba gai mà, mình sẽ hỏi ngược lại, cao so với cái nào vậy anh, so với bên nào? Cái anh bạn đó đó trả lời buồn cười lắm, cao so với cái mức mình dự tính chi. Anh dự tính chi 5 triệu để cho một món đồ trị giá 10 triệu, đó là điều vô lý nha. Mà may mắn là mình kìm hãm được, chứ không thôi mình lại xỉ bả nữa rồi. Ok, thì như các bạn hiểu rồi, 360 xe tụi mình không phải là garage hay xe mà có nhu cầu phải giữ khách. Nói thẳng nói thật vậy thôi. Các bạn phải có kiến thức và các bạn phải có sự ý thức, chứ không phải là cái kiểu mà bề trên chống nạnh kêu chỉ này chỉ kia làm nọ, rồi cái trả giá, giá này giá mắc, giá này giá kia giá rẻ. Trong khi giá rẻ hay giá mắc họ lại dựa vào cái bên mặt mà họ có thể chi, thì đó là điều vô lý nha. Mình đã thay xong cái lọc gió và những cái này lát nữa mình sẽ gom nha. Bây giờ mình chưa gom, mình mệt, nên ai ý kiến cứ comment xong mình blog khỏe. Dạo này kênh YouTube của tụi mình đã đạt được tới mức là 15.000 subscribe rồi, nên các comment negative, những comment nói thẳng ra là comment mất dạy, thì tụi mình không có rảnh xóa, mà chính là thằng YouTube nó xóa. Nếu YouTube nó xóa thì cái tài khoản của các bạn tạo thoải mái, mình đâu có tốn công đâu. Ok, thì mình đã thay kia, thay lọc gió máy, và cuối cùng mình sẽ thay cái lọc gió khoang máy. Lọc gió khoang máy này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở vị trí phía dưới chân của bên phụ. Nhưng mà cái này thì mình sẽ không quay vào clip hôm nay, bởi vì á thực tế là mình đã quay, có từng quay một cái clip như vậy rồi. Các bạn có thể coi dưới coi dưới description. Anh Nam là người thượng cấp YouTube cho tụi mình, cũng là anh Nam tối ưu kênh YouTube cho tụi mình, thì anh Nam sẽ để đường link đó coi nó hay hơn. Thì mình không hướng đến thay cái này, mà mình hướng đến cho các bạn nhìn thấy là trên một chiếc xe khi các bạn đi đăng kiểm, phần 2 của clip á, các bạn cần kiểm tra những cái gì đầu tiên trước khi chạy chiếc xe đến nơi đăng kiểm. Ok rồi bạn ha, thì hiện tại là mình đã hạ cái nắp capo xuống, thì những thứ rất là cơ bản để các bạn kiểm tra xe trước khi đi đăng kiểm. Đầu tiên các bạn để xe ở đó, các bạn đề máy xe và mở tất cả những cái đèn trên xe có đang có. Đèn cốt, đèn pha và cả đèn gầm. Rồi, anh Nam đang quay đúng không? Thì hiện tại là mấy giờ Nam nhỉ? Hiện tại là 5 giờ kém 15 giấc chiều. Thì các bạn nhìn thấy, mình sẽ đứng qua đây. Tại sao các bạn phải mở máy, đề máy và các bạn mở hết đèn? Bởi vì việc đăng kiểm, đèn là một yếu tố cuối cùng, nhưng lại là ảnh hưởng rất nhiều đến việc thành công hay thất bại. Một chiếc xe thường có đèn cốt và đèn pha. Như các bạn nhìn thấy, đây là đèn cốt của mình, nó ngang với mức thắt lưng của mình. Mình là 1m68, thì ở khoảng giữa của mình sẽ rơi vào khoảng chưa tới 1m, chiều cao từ đất lên chưa tới 1m. Thì đó là cái mức mà các bạn được dùng để kiểm tăng dặn ốc, để cân chỉnh đèn cốt. Đèn cốt này, việc đăng kiểm không bị phụ thuộc vào đèn halogen, đèn led hay đèn xenon. Ví dụ xe các bạn đang là xenon, các bạn thay led, không có lý do người ta loại các bạn khỏi đăng kiểm. Bởi vì người ta loại đăng kiểm hay không là do cái việc cái đèn cốt của các bạn có rọi vô mắt người đối diện hay không. Những người mà nói rằng
đèn zin nó như thế nào, thay đèn khác, thay loại đèn khác thì không đăng kiểm được là bọn ngu. Bọn ngu. Bởi vì luật đầy trên mạng mà các bạn không chịu đọc thì cái đó bó tay ha. Đó là vấn đề về đèn cốt. Kế bên là vấn đề về đèn pha. Đèn pha là đèn để đá đèn, nên việc nó rọi lên rọi xuống không quan trọng, miễn sao nó sáng được là nó ok. Vậy thôi. Phần đèn gầm ở Việt Nam, cái luật ở Việt Nam á, do cái thời tiết khí hậu ở Việt Nam là thời tiết nóng, nên cái việc mà xuất hiện sương á, nó rất là ít. Nhưng với tụi nước ngoài, tụi nó có nhiều sương á, thì cái đèn gầm là cái đèn để phá sương, chứ không phải là ở Việt Nam mọi người kéo nhau đi gắn bi gầm. Bi gầm để làm cái gì rồi rọi mắt người ta, đúng không? Các bạn tự tìm hiểu. Đây là các thông tin đầy trên mạng nha. Mình quên mở một cái đèn, đó là đèn xi nhan, để mình mở lên. Ok, anh Nam thấy đèn xi nhan sáng ha. Theo luật thường á, luật về ô tô, thì các bạn theo dõi luật của Bắc Mỹ là chính xác nhất. Yêu cầu là ngoài cái đèn xi nhan, cặp đèn xi nhan trước còn phải có cặp đèn xi nhan hông và cặp đèn xi nhan đuôi. Thì cái đèn xi nhan hông á, có những xe ví dụ như Mạc hay là những xe đời mới, những xe style mới bây giờ, chứ phải đời mới, style mới, họ để đèn xi nhan lên trên gương. Nhưng như những chiếc BMW hoặc những chiếc Camry đời cũ, họ để đèn xi nhan ở thân xe, cái đó không quan trọng. Ở đây mình đang muốn chia sẻ các bạn là các đèn phải sáng. Ok ha. Thì anh Nam đi cùng với mình. Ở phần đuôi, các bạn đã nhìn phía trước thì các bạn phải nhìn phần đuôi. Phần đuôi, chúng ta có những đèn là cái đèn trên là mình tự gắn thêm, kệ nó. Cái đèn này gọi là đèn lái, cái đèn này gọi là đèn xi nhan, và cái đèn ở trên là đèn lùi. Đèn trên cùng là đèn thắng, tức là bằng giảm thắng thì đèn nó sáng. Nên trung bình một cụm đèn đuôi nó sẽ có 4 loại đèn như vậy. Các bạn sẽ test ha. Việc đạp thắng để đèn sáng có thể nhờ người kiểm tra hộ. Việc giật đèn lùi, các bạn có thể nổ máy, gạt đèn lùi sau đó tắt máy để không xe bị không đi lùi ha. Thì các bạn vẫn để vị trí cần số lùi, các bạn tắt máy, các bạn đi ra phía sau, đèn này nó vẫn sáng. Ok. Và đèn biển số. Đèn biển số này để làm gì? Đèn biển số này để cho các bạn mà vi phạm luật giao thông á, người ta chụp để người ta bắt lỗi. Đèn này mà không sáng các bạn bị bắt đăng kiểm thì đừng hỏi tại sao nha. Rồi. Đó là về bên ngoài của xe. Đèn đóm. Và việc tiếp theo, anh Nam ra đi đi từ từ với mình ra đây nè. Các bạn á, tìm hiểu kỹ. Ví dụ như xe mình á, mâm là 16 inch và kích thước của lớp á, theo tiêu chuẩn ở trên tờ giấy đăng kiểm á, nó là 225, 55, 16. Bây giờ mình lên 18 inch, thật ra nó không ảnh hưởng gì đến việc đăng kiểm cả. Bởi vì khi các bạn lên độ rộng của mâm á, thì các bạn phải giảm cái độ chiều cao của lớp xuống. Điều đó là điều bình thường. Các bạn hãy bớt ít ngồi đáy giếng lại và tìm hiểu thêm thông tin. Bởi vì Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã có thông tin về việc đường kính, tổng đường kính của bánh xe không thay đổi, thì việc thay mâm lớn hơn hay lớp mỏng đi không ảnh hưởng gì đến xe cả. Việc cái mâm nó lớn hơn và cái lớp nó mỏng đi chỉ làm cho xe các bạn có thể là nếu bộ càng nó yếu á, thì xe nó sẽ bị sóc, bị dằn thôi. Đó là chuyện của các bạn. Bên đăng kiểm họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm tổng thể cái đường kính tính từ giữa cái mâm, tính từ giữa trục bánh đi ra đến tận cùng mà tiếp giáp với đất là bằng nhau thì mọi thứ ok nha. Nên những ông nội nào mà luôn mồm nói về việc thay mâm thì không đăng kiểm được là bọn thiếu hiểu biết. Vậy thôi, rất đơn giản mà. Kiến thức đầy trên mạng, các bạn muốn tìm hiểu hay không thôi. Và đương nhiên ở Việt Nam thì việc đăng kiểm cũng dựa vào kinh nghiệm của mỗi người, nếu các bạn hiểu ý. Ok. Thì và chia sẻ cho cái clip gần cuối năm của tụi mình, thì sắp tới tụi mình sẽ có một chiếc xe SCUV đời cũ. CUV đời cũ, nhưng mà chắc chắn ở Việt Nam rất nhiều người quan tâm về nó. Hai nhân vật đó sẽ là một chiếc GLK và một chiếc X5 mình đã tìm được rồi, nhưng mà đang chờ đồ về. Đến khi mà đồ về xong á, thì cái anh chủ xe quăng cho mình, thì mình sẽ làm một leo giống như vậy xong đi về khỏe, không phải chờ ha. Và chia sẻ vậy thôi. Chắc bạn hãy cố gắng trang bị kiến thức, chứ đừng có nghĩ là xe cũ thì dở. Xe cũ không dở, quan trọng là cái não của bạn có tiếp thu thêm, chịu mở ra để bước đến với thế giới hay không thôi ha. Nhớ subscribe kênh của tụi mình.